Trời ơi, thiệt là con với cái bực mình dễ sợ. Cô hai. Khỏe cô hai. Anh hai, anh mới lên đó hả? Cô hôm nay khỏe luôn hả? Khỏe. Lụm gì chưa cô hai? Về rồi. Ôi, mừng quá. Ủa mà sao anh biết con Lượm nó về vậy? Tôi nói thằng Thịnh nó cho anh biết phải không? Để tôi nói cho nghe nè. Tôi nói nó cho tôi hay để tôi lên đó. Cái thằng này có ngày tôi đuổi nó đó. Ủa sao đuổi nó hả cô? Thì hai? Nó nhiều chuyện chứ sao? Thì nó thương tình cha con tụi tôi lâu ngày không có gặp nhau, cho nên nó báo cho tôi hay. Vì sao đuổi nó? Tôi nói nghe, tôi giận rồi, tôi giận cái miệng nó thài lai kìa. Chứ còn cái chuyện mà nó cho anh hay con Lượm ra ở đây á, thì theo tôi thấy nó cũng tốt, có gì đâu. Hơn nữa tôi cần phải gặp anh để tôi bàn cho ra lẽ cái chuyện của con Lượm đó. Tại vì tôi sợ thằng Niễn mà nó lên đây nó nghe được á thì không có tiện. Sao không tiện? Thằng Niễn nó đợi con Lượm ngày đêm, nghe tin vợ nó về nó mừng chết luôn vậy đó. Nhưng mà anh lên đây thằng Niễn nó có theo anh không? Ta nói được thường thình tôi mừng quá tôi lên liền. Nóng ruột quá mà. Gần 2 năm rồi có ít ỏi gì đâu. Đó, mà cô hai hỏi Niễn phải không? Nó sắp lên rồi. Sắp lên? Mắt nhỏ sao rồi cô hai? Thì nó mắt sáng rồi chứ làm sao? Hả? Vậy hả? Ôi cảm ơn trời Phật. Bây giờ nó ở đâu rồi hả cô hai? Hả? Nó hả? Nó mới vừa ra bưu điện á. Ủa nó ra bưu điện làm gì ngoài? Thì nó ra ngoài nó đánh điện cho anh hay. Nó nói nó tính nó về nó mua lít rượu để dành cho anh lên anh uống đó. Ta nói con nhỏ nó có hiếu vậy đó, cho nên trời Phật thương nó, cho nên cho nó sáng con mắt ra vậy đó. Thôi anh ơi, trời Phật thương mà thương không trọn anh à. Xui khiến gì đâu á, khiến nó gặp phải cái thằng chồng xấu quắc. Trời, cái mặt nó thì nám đen thùi lùi à. Cô nói là hai đứa nó nên duyên, chứ không phải là do cô sắp bài. Thôi đừng có nhắc, anh với nó đâu phải là ruột thịt, nên anh đâu có thấm thía được cái nỗi đau lòng. Cần gì mà ruột thịt mới biết đau lòng, mà con sống diện thấy vợ chồng nó không xứng lứa vừa đôi, là họ chẳng biết thương lắc đầu chém miệng. Ôi sao họ ở nhà quê hay kiếp chuyện sằng xì, cái thật tâm họ đâu có tiếc thương gì. Anh đừng học đòi lý luận lối thôi. Họ xăm xì là cái chuyện được giữa quan đẹp đấy. Hả? Chứ thương nhau ăn ở đàng hoàng. Trời, tội tình gì mà xăm xì cho mệt cô hai ơi. Bây giờ lòi ra cái tật mất hỏng của anh rồi. Nè anh đừng có giả bù sao mưa nha. Anh đừng có giả bù sao mưa mà hãy đố tôi hoài. Tôi biết mà, anh chửi xéo tôi nè. Anh với thằng rể anh thật xứng lứa ghê nơi. Bởi vậy bao giờ anh cũng lo bên vực. Tôi nói lẽ công bình chứ không có bên vực. Công bình gì? Công bình gì anh nói cho tôi nghe thử. Khi cái bông hoa bài cặp bãi tức trâu. Cô đừng quên củi đen dễ nấu chồng sống dễ xài nghe chưa. Hạt kia bông xanh cho nó đỏ đài thân. Hơn nữa hai đứa nó trước kia là vợ chồng. Cô khuyên cô đừng bao giờ đẻ thúy chi nguyên. Anh hai à, anh chưa từng làm mẹ nên anh chưa hiểu được nỗi lòng của mẹ. Tôi thương con tôi thì tôi có quyền lo hạnh phúc về sau của nó được vuông cho. Lòng mẹ thương con như nước biển mưa. Nè, lát nữa anh gặp nó rồi anh sẽ thấy. Trời ơi, con nhỏ nó sáng mắt bây giờ nó đẹp như tiên vậy đó anh. Nhưng mà cô Tiên đó là gái đã có chồng. Trọn đẹp cô cần phải có trái tim chung thủy. Trong tâm hồn Việt Nam con người ta đều là cô tiên phải đẹp yêu thương nghèo hạnh cho mọi người. Tôi phải đâu vô tâm mà đem tình yêu chia rẽ nhưng
thắm chia cách. Tôi hằng mang niềm đau khổ trong lòng, đêm nhớ tới con thơ mà nước mắt tuôn dòng. Trời thương tôi, chứ có ngày tôi gặp mặt nó, nó thiệt với anh là trong lòng tôi nó bối rối lắm anh à. Tôi muốn cho con tôi tất cả những gì tốt đẹp để bù đắp cho con tôi những năm tháng thiệt thòi. Bây giờ để nó sống với người chồng nghèo khổ, nói thiệt ra nó tôi không có đành lòng anh ơi, đó là nỗi lòng của người mẹ. Tôi chỉ thương con tôi chứ không hề có ý bạc nghĩa bạc tình. Cô thương con cái chuyện đó tôi biết, nhưng mà cô đừng có biến nó thành cái thứ quên nguồn quên tội, vô thủy vô chung, tham chuộng tiền tài. Hơn nữa đã là người tốt đẹp thì phải có lương tâm chứ, phân biệt đâu là chánh đâu là tà chứ. Giờ tôi nói anh nghe nè, bây giờ anh thử hình dung cái mặt của thằng Miễn coi, con lượm nó nhìn rồi nó thấy nó nghĩ thì sao? Nó không nghĩ sao cơ. Tôi nghĩ là con lượm nó không tham phú phụ bần, nó không ham bóng sắc đâu, để làm người vong tình bộ nghĩa đâu. Bây giờ anh nói chắc không? Chắc cái gì? Tôi nói với anh là con lượm mà nó nhìn thấy cái mặt thằng Niễn rồi á, nó sẽ bỏ cho anh coi. Anh biết không? Sở dĩ tôi cấm thằng Niễn lên đây nè là tại vì tôi không muốn thấy nó buồn, tôi không muốn thấy nó đau khổ, tôi tội nghiệp cho nó đó. Trời! Cái gì vậy? Làm gì vậy? Cô tốt quá cô hai. Đó vậy mà không ai hiểu tôi đó. Tốt quá. Bộ cô muốn cô lượm bây giờ trở thành là người phản bội phải không? Chứ không lẽ... Không lẽ sao? Chứ không lẽ anh nỡ để cho con lượm nó chôn vùi cuộc đời đó trong cái vòng tay của cái thằng... Thôi, thằng gì? Thằng gì? Trời ơi, dài dữ dễ sợ trời. Cô đừng có nói nữa. Không phải là tôi muốn cướp công cái sanh đẻ của cô đâu, nhưng mà hùng dữ người ta không nỡ nào ăn thịt cô. Trời ơi, vậy mà người ta đành lòng quên nấm ruột của mình, quên một cục nở một cách thản nhiên. Ngày nào cô khóc tưởng chừng như chết, đàn bị cha mẹ đem đẻ xuống loan. Sống hết đời thấy cha mẹ con ngoan, giảm thấy đó tôi hối hận lắm, vì tôi ngu dại đã làm buồn lòng cha mẹ. À, thì ra cô cậu sự khôn ngoan vô cùng bản nghiệp, bằng hai đứa dài hùng ta thiết nghiệp chung tình. Trời ơi, cái chuyện này tôi nói cho anh nghe, cái chuyện này đâu có gì mà anh làm gì mà anh tức tối chỉ vậy chứ. Tức chứ. Trời, tức tới lạc giọng vậy đó. Tôi nói cho anh nghe nè, tức là tôi tức đây nè, mà tôi cũng ráng tôi dằn xuống. Tôi dằn xuống là tại vì tôi nghĩ là cái anh á, anh nuôi con lượm, anh nuôi con lượm mười mấy hai chục năm nay, rồi anh tìm cách để cho mẹ con tôi gặp nhau ha, cho nên tôi mới nhịn anh. Trời ơi, làm gì mà dữ vậy, tôi nhịn anh đó chứ. Cô không nhịn cô làm gì tôi? Hả? Cô không nhịn cô làm gì tôi? Đây! Cô làm gì tôi? Đây! Làm gì mà nhảy lên bàn thờ tôi? Xin lỗi cô, mỗi lần tôi giận là tôi nhảy à? Trời ơi! Mỗi lần cái tự nhiên cái giận cái nhảy rảnh vậy á? Trời đất ơi! Tự nhiên cái vô nhà tôi la lối ôm sòm à? Rồi nói móc tôi là nào là chữa quan đẻ lén? Trời đất ơi! Làm là anh là cái gì? Anh là cái gì mạnh xen vào đời tư của tôi? Tôi nói thiệt cho anh, nó phải là chồng tôi mạnh xen vào đời tư của tôi. Xin lỗi cô
Cô là vợ tôi hả? Không phải dễ đâu nha, tôi vậy tôi khó lắm. Cô khó làm vợ tôi lắm. Không phải, tôi nói lộn. Cho tôi khó làm vợ tôi lắm, bởi vậy đó cô đâu phải là vợ tôi. Không phải, phải tại cô giận tôi mất khôn. Tôi nói anh đâu phải là cha chồng của tôi. Cha chồng? Ừ. Một sự đề cao nhục nhã. Xin lỗi cô. Nếu cô lặn dâu của tôi đó hả? Sao? Một ngày hả, tôi cho cô rửa chén 80 lần. Ông ăn gì mà ăn dữ vậy? Ăn cho bỏ ghét. Ăn cho bộ thịt luôn đi. Sao? Nè, thôi. Bây giờ tôi nói cô nghe. Cô mà nói có tình có nghĩa hả? Tôi cho cô nhìn lại một lụm. Ừ. Mà cô nói lý đó hả? Xin lỗi cô. Sao? Xin lỗi cô, con lụm nó không phải con cô. Vậy cái con của ai? Nó là con của tôi. Tôi mang nặng đẻ đau mà cô. Trời, cái gì? Sao cái gì mang nặng đẻ đau? Có giấy tờ đàng hoàng mà cô. Đây nè, cô coi đi. Thấy không? Nè, đâu rồi. Đây nè, cô coi đi. Nè. Con là Nguyễn Thị Lượm, cha Nguyễn Thị Tất. Thấy không? Đó, nè, cô đi, phải giấy không? Đọc lại đi. Không, cần gì đọc lại. Trời ơi, ông Thị đó hả? Thị hay văn gì cũng vậy trời. Đó, rõ ràng nè, đó, cô coi đi. Đó, giấy cái sách đó. Lượm, coi đi. Qua hồng, qua cúc, qua huệ, qua lan, không chịu đặt tự nhiên cái lượm. Lượm. Đó. Trời ơi, nỡ nào. Nè, xé hết vỏ đi. Đó. Đúng rồi, và xe tiên. Hết đi về tôi in tiếp tục. Nè, bây giờ anh lại đây tôi nói cho anh biết. Cô đừng nghĩ. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Gì? Anh trả lời câu hỏi của tôi. Ai? Ai sinh ra con lượm? Không lẽ nói anh nè. Cô. Ai lo cho nó đi chữa mắt, cho nó sáng ra, cho nó đi đặt như tiên? Thì cũng cô. À, rồi ai lo cho nó áo lụa quần là? À, ai? Trả lời. Cô. Nói vậy thì tại sao nó không phải là con của tôi? Nhưng mà giờ tôi hỏi cô. À. Vậy có gì cô cứ ép ra lượm hoài. Trời ơi, sao tôi nói cả chục lần mà anh không hiểu vậy anh hai? Không, chậm hiểu. Dạ rồi, chậm hiểu. Dạ không hiểu hả? Ừ. Bây giờ? Dạ tôi hỏi anh. À. Bây giờ anh có muốn cho con lượm sung sướng không? Thì đương nhiên phải muốn nó sung sướng. Anh có muốn cho con gái của anh bước ra nè, lên xe xuống ngựa, đứa trẻ đưa người rước không? À, thì muốn chứ sao không muốn. Anh có muốn cho con anh hạnh phúc không? Muốn không? Muốn chứ. À, nếu vậy lấy thằng Niễn có hạnh phúc không? Mặc xấu ảnh đi được không? À. Muốn như vậy phải lấy chồng giàu sang, ta có tiền ta lo cho nó. À. Vậy bày đặt làm cha. Rồi bây giờ tới tôi hỏi lại cô. Ừ. Bây giờ con ở với người chồng này phải giàu sang không cô? Đúng không? À, cũng áo lụa quần là phải không cô? Ừ. Cũng kẻ đưa người đó phải không cô? À. Vậy cô... À, với người chồng này cô có được hạnh phúc không cô? À, có chứ. À, chồng của tôi á, tuy là bà qua chút xíu vậy thôi, nhưng mà vợ chồng chúng tôi sống rất hạnh phúc. Nè, anh biết không? À. Mỗi ngày mà đi làm về á, chồng tôi lúc nào cũng tặng tôi một bó hoa hồng hết trơn á. Ngày nào cũng bó hoa hồng cho. À. Nói thiệt đi cô. Chứ cô nói chuyện mà cái mặt tôi thấy cô kỳ lắm. Cái mặt cô làm như nó sượng lắm á. Cô có hạnh phúc không cô? Cô nói thiệt đi. Thấy không? Cô nói thiệt đi. Có hạnh phúc thiệt không cô? Thì vậy là cô cà. Cà. Muốn nói tôi cà lâm phải không? Đúng. Cà. Nếu mà cô nói cô hạnh phúc hả? Thì đâu có ngày đêm cô phải vất vả ngược xuôi ghen tương đau khổ. Đi rình rập của cô coi chồng mình có cái gì không? Chút xíu nữa là đầu hai thứ tóc cô đã chứng kiến cái người chồng của cô đó. Không? Chuẩn bị đeo là đã phá hại đó. Thôi anh đừng có nói nữa. Anh đừng có đụng chạm vào cái nỗi đau của tôi. À, bây giờ nếu cô đừng muốn tôi đừng có nhắc nữa. Thì tôi yêu cầu cô phải ngưng ngay cái chuyện chia quyên rẻ thúy đó đi. Thấy không? Thôi. Ê. Dường như có chồng cô về ngàn bó hoa hồng của cô. Trời ơi, không có ai mà như vậy. Tôi thấy lần đầu tiên ngàn bó hoa hồng. Sao đó? Dạ chào ngàn bó hoa hồng.
Lẽ vợ tôi hết thời nó cặp cái thằng củ tỏi. Bà làm gì ở đây vậy? Tôi làm gì ở đây ông hỏi? Ông hỏi gì vậy? Tôi là chồng của bà, tôi không có quyền hỏi hay sao? Đau à, thấy không? Ông nói gì? Ông là chồng hả? Đúng. Là chồng chứ không phải là cha. Bà muốn tôi hỏi bà hay là tôi nhờ thừa phát lại hỏi bà? Cái nhà này của ai? Của tôi. Mua hay mướn? Mướn. Ý, mua. Mua. Bà mua nhà bà ở với nó phải không? Trời đất thánh thần thiên địa ơi, bà ở với tôi có mấy bà con rồi mà bà sanh tâm làm cho tan nát gia đình. Cái gì? Ông nói gì? Ông nói lại. Ông chỉ tôi coi thử. Nó là ai? Nó là cái thằng khốn nạn. Khốn nạn nào? Một thằng kép kẻ bị hành với một thằng cha già cũ tỏi ở nhà quê. Tôi nói đúng không? Sao bà không trả lời? Bà nhếp căng. Bà đã ngoại tình, bà vẫn còn nhịp căng để chọc quê tôi. Bà tin hả? Nếu bà giữ lời mà làm điều này hoài là tôi tự thiêu cho bà coi. Cái gì? Tôi mà thành cho thì bà cũng phải ở tù ngọt gâm. Ông tự thiêu hả? Bà kiếm gì đó? Học quẹt. Gì hả? Cho ông tự thiêu. Lòng dạ đàn bà ác thù mà. Tôi mới thử chút xíu là bà làm thiệt hả? Không quẹt không đủ đâu. Muốn như vậy là 5 lít xăng mới đủ. Tôi mở nhiều lắm, 5 lít mới đủ tra cho. Mà hiểu không? Trời ơi, làm trời gì? Tôi tức ơi là tức mà. Làm gì mà nghiến răng rồi làm gì mà đập cho bể kiếp tôi nữa nè. Nè, không đứt tay tôi là mai nha. Tôi thường 10 cái kiếp này cũng được nữa. Làm gì tức dữ vậy? Sao không tức? Bây giờ ngồi xuống đây nè. Không ngồi. Bây giờ ngồi xuống đây tôi nói chuyện cho ông nghe. Không ngồi. Đang lên máu, ngồi xuống nó đứt sao? Dạ ông ngồi không? Ông ngồi không? Ngồi! Ông ngồi làm dữ vậy? Vụ mặt tôi ghét. Bây giờ tôi hỏi ông nè. Ông say đâu vậy? Trời đất, ông nói chuyện ông phải ông nhìn mặt tôi chứ. Tôi nói chuyện ông phải nhìn mặt tôi chứ, ông say đâu vậy? Cái mặt tôi ở đây, lỗ tai tôi đây. Bà nói nó vô đây chứ phải vô cái mặt. Không được. Mấy chục năm nay rồi ông biết tánh của tôi á, miễn tôi nói chuyện với ông là phải nhìn cái mặt tôi nói chuyện mới được. Mặt tôi nói ông phải nhìn tôi. Dạ, sanh tật. Vậy đó, từ đó giờ vậy đó. Rồi đó, nói đi. Bây giờ tôi nói cho ông nghe, ông... Ủa, ông đâu rồi? Ở đây nè. Sao ông đứng ngoài đó? Ông nhìn đâu vậy? Tôi nhìn sau lưng. Ông nhìn tôi nè. Bây giờ ông nhìn không? Nhìn. Nói đi. Tôi làm gì á? Muốn nói gì nói đi. Tôi biết ông làm cái gì kì vậy? Mày muốn nói gì nói. Ông xích ra. Đừng chơi dạy bác dịch, xích ra đây. Bây giờ ông ngồi lên tôi nói chuyện cho ông nghe. Ngồi đâu? Thôi ông ngồi đó cũng được đi. Mà làm gì mà cười? Bà muốn nói chuyện với tôi sao bà cười? Bây giờ tôi hỏi ông cho còn nhớ con lượm không? Lực quá. Bây giờ tôi không cười, tôi hỏi ông nhớ con lượm không đây nè. Con lượm hả? Ông còn nhớ cái sâu chìa khóa 2 năm về trước không? Trời ơi, trời chuyện cũ rồi mà bỏ quá rồi chứ bà nói hoài không biết. Cũng vì cái sâu chìa khóa đó mà đã làm cho tôi mất ngủ quên ăn. May là chưa xảy ra cái chuyện tài đình. Tôi âm thầm cắn răng giải quyết cho mọi việc gia đình được êm xuôi. Cái chuyện đó đã chấm dứt từ lâu rồi mà. Tôi thắc mắc là cái con nhỏ nhà quê này làm sao có tiền làm chủ nhau biệt thự khang trang. Tôi đã bỏ tiền ra mua cái nhà này.
Nói vậy con lộn chính là con sủa của tôi. Trời đất quỷ thần ơi, con có nghe làm hay không? Không, tôi tin rằng con nghe rất rõ ràng. Trước khi về dông nên nhà đến cửa, tôi lỡ lầm mà mang một thai quan, sợ xóm giềng mái lĩa cười chê. Ba má tôi mới đưa tôi đi lên Sài Gòn, ở đâu một người quen sinh nở xong tôi bị ép đi lấy chồng, đứa bé mới ra đời đã bị nó đã bị chôn đi rồi. Thì con lộn làm sao nó là con của bà được? Ngày đó cô mụ tám không đành lòng đem chôn sống đứa bé, nên mới nhờ vợ chồng của ông thợ câu dưỡng nuôi giùm. Đó, cái người hồi nãy đó. Chắc tôi tỏi đó hả? Tôi nhớ này nó thầy đơn mà. Hồi trước người ta là thợ câu, hai vợ chồng mới nuôi dưỡng đứa bé trong cảnh đói nghèo đuối tối, cho tới cái ngày mà... Thôi thôi thôi, bà đừng nói nữa. Như vậy tôi đã hiểu rồi. Con lộn nó chính là... Là con ruột của tôi. Nó là con của tôi đó. Ông Lâm, tôi xin ông, tôi khuyên ông. Hồi đó ông không biết thì thôi, bây giờ ông đã biết rồi thì ông đừng đến đây nữa. Ông đã làm khổ tôi nhiều rồi, ông đừng có làm khổ tôi thế. Thôi, ông về đi. Tôi hiểu rồi. Tôi thành thật xin lỗi mình. Anh thành thật xin lỗi mình. Em! Cái gì? Anh xin trên cúi đầu anh huệ, em hãy niệm tình mà tha thứ cho anh. Kẻ đã gây ra em bao khổ đau lận đận, suốt cuộc đời anh nguyện sống chết với em. Trời ơi, tôi thấy cái này nó giống Tô Anh Nguyệt chứ gì. Vợ giám đốc xưởng phim mà không biết cải lương, ta hát là biết Tô Anh Nguyệt rồi. Thôi về đi. Tôi không về nữa đâu. Ông đi đâu vậy? Tôi đi. Mà ông đi đâu? Tôi đi chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi đi tu. Trời ơi, ông đi tu? Trời ơi, chùa nào dám chứa ông vậy? Chùa không chứa, tôi tu tại gia. Tôi đi đó, đừng gặp tôi nữa nha. Nhớ đem đồ chai cho tôi. Vô đưa vợ về. Rước vợ về. À. Má. Có ai? Má ơi. Đó, dạ. Má ơi, con nghe tiếng của ai? Hình như là quen lắm má à. Tiếng của ai vậy má? Má. Ủa, ai vậy má? Lượm. Con nghe giọng vậy con biết ai không con? Con nhìn thấy rồi nó biết ai không? Đó, biết không? Trời ơi, con tía rồi. Tía ơi, tía ơi, rồi, con mừng quá tía ơi. Con sáng nữa hơn con nghe. Con sáng nữa tía ơi. Nhìn tía rõ không con? Rõ lắm. Nhìn trời. Nhìn thấy tía đẹp trai không con? Trời ơi, tía già mà sao tía đẹp dữ vậy tía? Đó, 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 thấy rõ rồi con. Tía, tía ngồi xuống đây đi tía. Trời ơi, tía ơi. Ôi, hay quá, con mừng quá tía ơi. Con nhớ tía quá à tía. Tía cũng nhớ con quá trời quá đó chị. Tía ơi, trời ơi. Đúng là bàn tay này nè. Ừ. Cái bàn tay này nè. Ừ. Chỗ này nó chặt. Con nắm tay ba hoài cái chỗ này chai hết nè. Ừ, ba cực rồi. Khổ quá ba nuôi con á. Ừ, ba, ừ. Ba nhớ không ba? Ừ. Con nhớ ba quá à. Ừ. Con ngủ không được gì hết á. Ừ, vậy hả con? Ừ. Con có ước á. Ba nhớ hồi đó con hay nói với ba không? Ừ, nói sao? Con ước mà mai mốt con sáng mắt á. Ừ. Cái con nhỏ tóc bạc cho ba nè. Ừ, đúng rồi. Rồi cái con... Con đi mua rượu gì cho ba uống nè. Đúng rồi. Cái con làm mời cho ba với anh Nghĩa nhậu nè. Cái con ra đồng á, con giúp anh
biển nè. Ờ, nhớ rồi đó, đúng rồi đó. Ủa sao con buồn, đang nói vui mà con buồn con? Hả? Nói ba nghe đi con. Hả? Con buồn lắm ba. Sao buồn? Cái gì vậy? Buồn gì nói ba nghe coi con. Hả? Buồn gì? Bây giờ anh Điển anh đâu có còn nó đâu ba. Con nói sao vậy là sao? Cái gì? Thì anh Điển anh chết rồi ba. Cái gì? Ai? Ai cái miệng ăn mắm ăn muối mà nói anh Điển chết? Tía. Nói đi. Tía. Nói đi, tía sẽ giả cho mà. Tía. Dạ, bóp, bóp, bóp. Nói đi con. Nói, ai nói anh Điển chết? Tía nói, tía nói với má con rồi, tía còn giận má con, đừng giấu con, đừng cho con biết nữa mà. Nhớ nào con nói vậy cho cô hả? Sao? Làm săn tay dễ vậy? Tôi là ông săn tay đó hả? Nhớ nào con nói vậy hả? Trời ơi, ông hiếp tôi, tôi săn tay gì khác không dám săn tay không? Săn tay tía. Tôi để đây với tôi làm gì đó. Tía ơi, nói vậy là... Là anh Nguyễn vô có chết hết chết thế nào đâu mà chết, nó đứng sợ sợ kìa. Lặng chồng, đi con, nó nhớ chồng, con lắm. Chồng con đứng đây hả? Ờ đó, nó kìa. Tía, tía. Anh Nguyễn đó hả tía? Ờ nó đó. Anh Nguyễn. Lại đi. Anh Nguyễn. Anh Nguyễn ơi. Anh Nguyễn à. Sao vậy? Con. Má ơi, ai vậy má? Má ơi. Thôi con, đừng có sợ. Con sợ lắm đâu con má. Bình tĩnh, có má nè, con đừng có sợ gì hết trơn. Có má bên con đừng có sợ gì hết á. Thấy má. Chưa? Nè, qua đây đứng để má nói. Con, má. Dù sao á, con cũng phải nói với nó một tiếng đi. Cho trọn tình, trọn nghĩa nha con. Đó, nói đi con. Con nói với anh Niệm hả má? Ờ, thì ta đối với mình sao? Thì bây giờ mình cứ nói vậy đi con. Ha. Tía. Con nói gì với anh bây giờ hả má? Thì con muốn nói gì à, con suy nghĩ sao con nói vậy? Ừ. Thì con cảm ơn ảnh đi. Anh Điển à, Em cảm ơn anh vì trong thời gian qua anh đã chăm sóc và lo lắng cho em. Ơn nghĩa đó suốt cả cuộc đời này em không thể nào quên được. Nhưng còn bây giờ má ơi, con biết nói gì nè má ơi. Tía, con bình tĩnh đi con. Con đã nói với tía rồi, để con ở dưới đi mà tía dẫn con đến đây làm gì, cái cảnh chuyện đau lòng này. Thôi đi về đi tía. Anh Nghiễm, anh Nghiễm, hỏi anh ơi hãy nghe đây lời em có bài. Đôi ta dù phong ba không thể gắn nhau, sao nỡ quay về khi mối duyên thề em còn chi khắc. Nhớ biết bao là nhớ như hai chúng mình thuở còn bên nhau. Ơi con có nên nhận vợ hay không, khi lượng sang mắt đẹp sao, còn con thì hình dạng sâu xa mặt mày như ma quỷ. Rồi đây nếu gượng cùng nhau chung sống thì lượm phải hy sinh một đời hoa hương sắc tươi hồng. Gặp gỡ làm chi nghi cho nghi nát nghi ruột đau lòng. Lượm ơi ngày xuân cộng em đi, em ngẩng đầu hạnh diện
Em chỉ thử lòng anh vậy thôi, chứ bây giờ em đã hiểu ra rồi. Dù em có sáng mắt, nhưng em cũng cần anh dìu dắt em đi suốt cả cuộc đời này. Em có bỏ anh không? Không. Em có chê anh xấu không? Cô Hai không. Ơi, anh Diễn. Cô Hai. Thiệt. Cô Hai ơi. Em nói thiệt mà. Gì hả? Anh cảm ơn. Cô Hai ơi, thấy tụi nó thương nhau mà tôi muốn đứt ruột á. Không biết cô Hai có đứt ruột cô Hai. Thôi hai con, lại chào má đi rồi về con. Đi chào má rồi về. Dạ thưa má, con xin lỗi má. Xin má đừng có buồn con. Bây giờ con phải theo tía con về quê. Khi nào rảnh rỗi con lên con thăm má. Dạ thưa má, con đi. Con sẽ lên thăm má nghe má. Lộc, Lộc ơi, má có lỗi với con nhiều lắm. Bất nhiều tất cả má muốn bù đắp cho con. Vậy làm giờ mình tác hợp cho nó phải không anh? Tác hợp cho nó. Rồi. Tía. Rồi. Nắm tay đây nha. Má. Má. Cảm ơn cô Hai. Con cảm ơn má.